đi mát quá vậy. Thấy thoải mái không? Quay mấy cái gì thật rồi. Ai người ta không mà vậy? Lịch sử hả? Đẹp quá. Thấy nghe có tay rồi, tôi thấy lịch sử. Đặng đi đâu cũng dở. Quay người ta nghịch như vậy à? Cái này chắc là mất vô vé đó chị. Thấy à, thấy người ta nghịch kìa. Nó cái này nói vậy chứ tính nhà nào cũng có như tiền đó, như tiền ha, có tiền tại vô giá tám chục chứ mình ăn uống cũng đâu có nhiều. Đi vòng này đi hơi xíu. Em mua cho hai cây cỏ không nhiều. Kia tầng chỗ mệt mệt trắng chạy đủ quá lấy hết cho mô hình luôn.